Cô nhúng cọ vô nè, cô nhúng cọ vô ly quịch nè ha, cô gạt nè, được chưa ha, cô lấy bột nè, khoan đi nghe đi, ừ nghe đi nha, dạ hả, nhưng mà cô có sao á, nghe đi nghe đi, rồi cô bắt đầu cô mới lấy cái lượng bột nè, một nhịp hai nhịp nè, cô lấy lên nè, được chưa, xong rồi nó chín bột rồi hết chưa, nó chín nó ướt mọng đều hết à, rồi đầu cô mới đặt cọ này nè, cô mới nhón nhẹ cọ nè, được, cô lo hai bên này nè. Cô lo cho nó qua hai bên này nè, hiểu không? Cô cho nó lo cho nó qua hai bên này ha. Đó, cô vuốt nhẹ nè, cô vuốt nhẹ xuống không? Bên đây cô vuốt nhẹ nè, bên đây cô vuốt nhẹ nè. Nè, cô vuốt nhẹ nè, cô vuốt nhẹ nè, đúng không? Nè, nó chưa bị rít thì thôi, mình cô vuốt nè, thấy chưa? Vuốt cọ nè, cô gạt xuống nè, cô cắt nè, cô lấy ra nè, cô gạt xuống nè, cô cắt mạnh nè, cô lấy ra nè, cô chùi cọ nè, cô nhúng cọ vô rồi cô gạt hết nước luôn nè. Ha. Cô vuốt nè, cô vuốt cho nó láng nè, ém qua bên này nè, ém qua bên này nè, gạt xuống nè, cắt nè, lấy ra nè, nè cô dùng nè, ủa chắc cô cắt ngang nè, thấy chưa? Yeah. Thấy không? Rồi xong cô chùi cọ, cô gạt hết nước luôn, đúng không? Ém qua nè, ém bên này nè, cô ém bên này nè, đó, thấy chưa? Đẹp ghê không? Quá đẹp luôn, yeah. Đúng không nè, độ cong của móng nè, yeah. Thấy chưa? Cọ quen rồi nè, à, được chưa? À, à, đó. Cọ chị mà qua chị nói không. Không mua nhà văn hóa phụ nữ là ok rồi. Rồi được chưa? Yeah. Ok rồi.